Ok, nhiệm vụ thứ 33 chúng ta sẽ nhận ở Delphi ha. Thành Delphi này, một ngôi làng Delphi này. Có một thanh niên tên là Charles Mackey ha. Ok, nhận luôn. Trời luôn luôn mưa trong làng của chúng tôi, mọi thứ đều ẩm ướt, đồ lót của tôi đang ướt đẫm, hàng hóa của tôi luôn tắm trong nước. Tôi mệt mỏi với cơn mưa chết tiệt này. Đó là lỗi của chúng ta. Một nữ phù thủy đã giúp chúng tôi đặt 4 viên đá mưa hút nước từ mặt đất lên và khiến nó đổ xuống chúng tôi. Các khu rừng đã thay đổi kể từ khi những viên đá nước được đặt ở đó. Quái vật đang rình rập đằng sau mỗi cái cây. Chúng tôi là nông dân và chúng tôi không thể đi lang thang trong rừng được. Nếu bạn chỉ cần cạo chữ run đi thì mưa sẽ tạnh. Bạn sẽ làm được cái này không? Chắc chắn. Cảm ơn bạn. Nếu bạn có thể thì nhanh lên. Chúng tôi sắp chết hết rồi. Trời luôn mưa ở đây ha. Đây khá là thời tiết mưa suốt ngày này. Rồi nó kêu mình đi có bốn cái cột đá ha, mình sẽ đi cạo cái chữ gì đó. Rồi mình sẽ lên phía bắc trước đi. Trời luôn mưa ở Delphi. Đây, có một cái cây cột hòn đá mưa. Bốn cây à, mình sẽ chọn vào nó. Rồi. Đang hút nước từ mặt đất, loại bỏ những chữ run. Rồi, vậy là xong. Đi xuống phía nam còn 3 chỗ bạn. Đi xuống đây thôi. Đây. Rồi, tương tự thôi. Loại bỏ những chữ run. Rồi, mình sẽ đi qua phía đông chỗ này ha. Đây. Tương tự. Rồi, còn một cái nữa ở phía bắc này. Lên luôn. Đây. Xong. Rồi quay lại Delphi các bạn, mình sẽ tele cho lẹ rồi gặp lại. Ô trời hết mưa rồi nè các bạn, không còn mưa nữa ha, khá là ngon. Charles Mackey. Mặt trời đang tỏa sáng, đây là tin tức tuyệt vời. Bạn có thể cảm nhận ánh nắng mặt trời trên da, nó ấm áp trời sáng. Có phải nó được cho là râm ran như thế này? Mẹ kiếp, tôi bỗng nhớ ra tại sao chúng tôi yêu cầu thầy phù thủy làm cho trời mưa. Chúng tôi có một bệnh về da ở làng này, chúng tôi không chịu đựng được mặt trời. Bãi chưởng cái thanh niên này đã nhờ phù thủy làm cho mưa tại mấy cái người dân trong ngôi làng này không chịu được ánh nắng mặt trời ha. Giờ lại kêu mình bỏ đi, bó tay luôn. Này, nó đang cháy, bạn có thể vui lòng tìm nữ phù thủy và xem liệu cô ấy có thể giúp chúng tôi lần nữa không. Cô ấy từng sống trong một cái lều cách đó không xa về phía tây. Bạn phải nói đùa à. Cảm ơn bạn. Đậu xanh á, tào lao thì chết thanh niên này. Ok, nó có đánh dấu trên bản đồ nè bạn. Ở phía tây hồ thời xăng ha. Trời luôn mưa ở Delphi này. Mình sẽ chạy qua đó. Ồ, có cái rương. Ồ, lều của nữ phù thủy này. Kích vô vậy. Có một ghi chú bên trên lều. Tôi đang ngồi thu thập đôi cánh thần tiên. Nếu trong trường hợp khẩn cấp, hãy đến và tìm tôi. Tôi sẽ ở rìa của cánh đồng bí mật. Ồ, cái bà phù thủy này đi rồi các bạn ơi. Bà ở bên cánh đồng bí đồng cỏ bí mật ha. Đây này. Mình sẽ đi qua đồng cỏ bí mật. Khá là rắc rối. Đây, bà phù thủy đây rồi. Nữ phù thủy đồng cỏ bí mật ha các bạn. Bọn tiên nữ chết tiệt. À, Delphi cần mưa trở lại. Lại nữa ư? Tôi không biết bao nhiêu lần chúng ta đã trải qua điều này. Ôi, đúng là khổ cho cái phù thủy này luôn, cái dân làng đó mệt mỏi với nó ha. Nhìn này, họ rõ ràng không thể xử lý hòn đá mưa, họ cần một số loại bảo vệ khác khỏi mặt trời không liên quan đến mưa. Nếu chúng ta đưa máu vào hòn đá mưa từ một người mạnh mẽ, nhìn từ vẻ ngoài bạn sẽ là một ứng cử viên xuất sắc. Họ sẽ nhận được sự bảo vệ mà không cần có mưa. Điều đó sẽ là gì? Điều đó sẽ làm cho bạn thậm chí nhợt nhạt hơn và bạn sẽ không thích ánh mặt trời kể từ bây giờ. Nếu bạn muốn để chúng nó cháy dưới ánh mặt trời, tôi sẽ hoàn toàn hiểu. Đồng ý. Là sao? Là giờ là phải đi lại mấy cái bốn cái cục đá để cho máu vô các bạn. Đúng là mệt mỏi với mấy thanh niên này. Rồi mình sẽ tele qua đó cho lẹ ha. Tele qua Delphi. Rồi đi lên phía bắc thôi. Đây. Đổ máu lên nó. Rồi màu đỏ luôn. Đó, đổ máu của mình đó các bạn ơi. Vãi chưởng thật chứ.
đổ máu lên nó rồi đi về phía đông. Đây, đổ máu lên. Còn một cái nữa. Rồi xong, quay lại đeo phi. Trời, mình hết mấy bình thuốc rồi. Chạy bộ thôi bạn ơi. Đây, chocolate monkey. Mặt trời không còn râm ran nữa. Bạn có vẻ hơi bối rối bởi mặt trời. Tôi có vị sắt này trong miệng, như là nó đầy máu. Kỳ lạ thật, bạn có thể xin vui lòng cho tôi ngà từ 5 con lợn rỉ. Chúng được cho là có thể hòa tan sắt. Chúng có thể là loại bỏ mùi vị trong miệng tôi. Tổ của chúng ở phía tây nam đây này, hãy để tôi đánh dấu nó trên bản đồ của bạn. Lợn rỉ. Trời, nó kêu mình đi đánh cái gì đây? Đi đánh 5 con lợn rỉ các bạn ơi. Lợn rỉ sét. Vãi chưởng thì chứ, nó hành mình. Đây ha, nó có đánh dấu trên bản đồ này. Mình sẽ đi xuống đây. Khu vực này đó, một con khá là nhanh. Mình sẽ cắn cái bình thuốc cho nó lẹ. Ok, 5 con đủ rồi. Rồi quay lại trả nhiệm vụ thôi bạn. Đây, chocolate mắc kỳ. Vị sắt đã biến mất khỏi miệng của tôi. Cuộc sống bây giờ thật hoàn hảo. Bạn có đồng ý không hỡi người lạ? Một vài cơn mưa sẽ không làm tổn thương. Có lẽ tôi nên cố gắng tử tế với nữ phù thủy một lần nữa. Thở dài sao cũng được. Ây da, cuối cùng cũng xong các bạn. Cái nhiệm vụ trời luôn mưa ở Delphi, nhiệm vụ khá là tào lao. Ok, xong các bạn.